Hello mọi người, hôm nay mình giới thiệu cho các bạn một số xe thanh lý đang có tại cửa hàng xe máy HKT Cần Thơ nha. Mấy xe này thì đa phần là sau Tết, anh em quay đầu cũng khá là nhiều, nên anh em có giá tốt chơi. Một phần thì cũng là mình mới vừa làm được, chia được một cái lô thanh lý hồi trước Tết đó các bạn. Dọn giờ mới xong, là được ba con này nè. Ba con bị Sóc Trăng là mình làm lô mới. Còn mấy hai con này, 1, 2, 3 là khách quay đầu. Sau Tết anh em quay đầu thì mình dọn lại thì có giá tốt cho anh em chơi. Nói chung là đối với những xe này thì cơ bản là sạch sẽ từ trong ra ngoài, máy ngon, về anh em chơi thôi. Còn tất cả ở đây đều là thanh lý Aki, thanh lý lên xì bo, hoặc là thanh lý số sườn, số máy theo biển số. Nhưng mà bên cửa hàng sẽ bán ủy quyền nha các bạn. Đối với những cái xe ủy quyền này thì mình sẽ chia sẻ góc độ chơi cho anh em luôn cho nó dễ. Rồi anh em cân nhắc, cảm thấy hợp túi tiền mình hay là hợp nhãn mình đó thì mình chơi. Còn cơ bản là về màu thì mình sẽ cố gắng mình dọn theo đúng cái màu trên cà vẹt, để anh em đi nó không có bị hành. Còn đối với những cái tỉnh khó, ví dụ như là tỉnh nào khó quá mà nói chung là căng với xe thanh lý anh em, thì nói chung anh em hạn chế chơi, mà là nên mua những cái con hải quan chính ngạch. Ví dụ như mình mua những con hải quan chính ngạch rồi thiếu thiếu thì cửa hàng cũng có hỗ trợ góp thêm nha các bạn. Còn thanh lý thì những tỉnh nào dễ chịu chút thì anh em chơi thì rất ok. Còn về pháp lý thì đương nhiên là bên cửa hàng sẽ bao hồ sơ pháp lý một đền một cho các bạn, không có tại bởi bị gì đây chứ. Bên mình thì bán ngoài hợp đồng công chứng pháp lý kèm theo cái hợp đồng cửa hàng, bao xe một đền một cho các bạn. Đối với những cái xe này thì giá nó chỉ dao động từ 100 lẻ tới 110 mấy thôi. Chỉ có da dách á, da dách thì đúng thanh lý xịn mình dọn full new luôn á, đồ zin nhiều quá thì nó khoảng 170 mấy, 180 mấy các bạn đó, thì cái đó là đúng xịn. Còn anh em chơi thì mình chia sẻ như thế này, ví dụ như ở hiện tại năm 2024 này, theo mình biết thôi các bạn, theo mình biết những cái nơi là khó là ví dụ như Đồng Tháp nè, Bến Tre nè, An Giang nè, Kiên Giang nè, Cà Mau nè, Bạc Liêu, Long An 7 nơi, Nha Trang nữa là 8 nơi, là những cái nơi đó anh em chơi thanh lý một chỗ nó khó. Hoặc là gì, là đối với những cái xe mà thanh lý ủy quyền thì nó khó. Nhưng nếu các bạn chơi hải quan chính ngạch hay là thanh lý hải quan á, mà sang tên toàn quốc á, mà các bạn ủy quyền thì nó bình thường nhé các bạn, nó bình thường. Mình đang nói chỉ góc độ là xe thanh lý thôi. Còn đối với những cái xe thanh lý này thì tất cả những tỉnh còn lại ngoài 8 nơi mà mình vừa liệt kê ra là anh em sẽ chơi ok hết. Ví dụ nè, Nha Trang nè, Đồng Nai nè, Long An nè, Bến Tre nè, Cà Mau nè, Đồng Tháp nè, Kiên Giang, An Giang, 7-8 nơi. 8 nơi đó anh em không nên chơi. Lý do không nên chơi, không phải cái xe pháp lý nó không hoàn chỉnh, không xịn, mà là do những nơi đó chủ trương của mấy sếp cố tình hành, hay là người ta đang quy hoạch lại để gì, để cho anh em chơi xe thì đứng tên chính chủ hết, để người ta dễ quản lý các bạn. Còn những cái xe như thế này thì nó vẫn là hợp pháp. Ví dụ như là tại lý do tại sao hợp pháp, tại vì bản thân cửa hàng cũng mua là đấu giá từ nguyên một cái lô xe thanh lý nhà nước ra các bạn, thì làm sao mà không hợp pháp được. Còn ở đây bán là ngoài cái hợp đồng ký công chứng ủy quyền pháp lý nhà nước thì cửa hàng sẽ kèm theo một cái hợp đồng cửa hàng ghi rõ điều khoản vô là bao hồ sơ pháp lý, bao một lần một cho khách, một đời chủ. Đối với những cái xe thanh lý mà bán ủy quyền như này thì kèm theo là gì, bao quay đầu khi khách chơi chán, thì không có gì để anh em ngại hết trơn. Cái chỗ đó là không có gì để ngại cả. Vấn đề là ví dụ như anh em mình ai có tiền nhiều, đương nhiên người ta muốn mua một xe, cái xe cọp. Ví dụ như giờ bạn có 300 hay 350 hay là 200, 250, các bạn đều muốn mua xe chính chủ sang tên. Cái đó là quyền lợi chính đáng của anh em mình đam mê. Nhưng có những anh em đam mê đâu phải túi tiền tới đó nổi các bạn. Đó là sự thật mà. Thì á, những cái xe này anh em chơi rất là lành. Còn hay nói dễ chịu hơn chút xíu là gì, những cái nơi nào mà ví dụ như cán bộ chịu gì, chịu cà phê, cà pháo rồi chút đỉnh á. Ví dụ như ta làm khó mà ta chịu cà phê pháo chụp định. Anh em mình có bị dừng xe kiểm tra, anh em cứ móc giấy tờ ra. Anh kiểm tra số sườn, số máy, kiểm tra chết góc hồ sơ, xem đúng thanh lý xịn chính chủ toàn quốc anh ơi, tại anh em gì đó đứng tên giùm, ví dụ vậy. Rồi anh cho em gửi cà phê em đi nha anh. Thì cái đó mình, cái đó là xã giao ngoài xã hội thôi các bạn, chứ không phải mình xúi anh em làm bậy, không phải vậy. Còn nếu căng quá người ta giữ cái xe, ok giữ đi, người ta sẽ gửi công văn. Ví dụ như giờ cái xe này đang ở biển 83 mà các bạn đang ở Cần Thơ đi, ở công an Cần Thơ mà bắt các bạn thì công an Cần Thơ họ sẽ gửi một cái văn bản về 83
và nhờ anh em cán bộ đăng ký hoặc là những bên bộ phận mà quản lý xe cộ không đăng ký ở tại 83, người ta sẽ kiểm tra chép chốc hồ sơ xong người ta trả lời lại bằng văn bản cho Cần Thơ là cái xe này có xịn hay không. Thì lúc đó là gì? Công dân nhà nước các bạn. Đi 2 tháng về 2 tháng mất 4 tháng. Các bạn bị giữ cái xe này 4 tháng, các bạn không có xe để đi. Rồi xong khi giữ xe xong thì giờ lúc mà thả các bạn ra thì cũng có phải có cái lý do này lý do nọ, phạt các bạn vài trăm ngàn. Phạt các bạn vài trăm ngàn rồi thả ra. Tại vì nó hợp pháp. Còn nếu nó không hợp pháp, các bạn cầm cái quyết định đó lên cửa hàng đền các bạn. Tại vì bên mình, con dấu bên mình cũng là con dấu pháp lý, chứ không phải là anh em mua bán lái bên ngoài mà sợ nói bậy không được. Tại mình cũng ghi rõ vô hợp đồng là bao pháp lý 1:1 cho các bạn đóng dấu cửa hàng vô. Đó. Còn ví dụ giờ anh em nói là tại sao xe thanh lý mà tôi đi rồi tôi sợ này sợ kia sợ nọ. Tôi cứ thích, thích cho đi. Tôi đi hợp pháp là được. Ok, bạn cứ đi đi. Tôi chấp với anh em luôn, tôi chấp với anh em, tôi cho các bạn cầm một cái con hải quan chính ngạch ở trong nhà luôn, các bạn đi. Nếu như tôi muốn hành các bạn, dẫn hành các bạn ra bả như thường. Tôi nói thẳng là nếu mà giờ tôi muốn hành anh em, tôi dẫn hành ra bả như thường, tôi cho các bạn cầm chiếc xe zin luôn. Cầm chiếc xe zin 300 triệu, 400 triệu luôn các bạn đi đó. Giờ tôi nói giờ tôi nghi số sườn số máy này là đục pháp mà. Tôi đem cái xe này về tôi giám định, tôi kiểm tra, nếu anh đúng đồ xịn tôi thả anh ra. Thì sao? 3 tháng, 4 tháng, 3 tháng, 4 tháng à. Thả cái xe ra. Thả ra cái xe nát bét mẹ nó trơn, đi sửa cái nhiêu? Sửa cái 3 triệu, 4 triệu. Tại sao? Tại thời điểm đó anh em á, không ngờ nói chuyện trình bày nhỏ nhẹ với cán bộ, xe em đúng thanh lý xịn, anh hay là em hay là chị hay là em gì đó đứng tên giùm cho mình. Đó. Rồi anh cứ kiểm tra xong đi cho em gửi cà phê 2 xị 3 xị em đi. Chứ còn nói thật với các bạn, nếu mà cái xe nó tầm bậy không bao giờ họ cho bạn đi đâu. Cái đó là cái chắc chắn. Tại sao? Tại vì khi người ta dẫn đoàn, dẫn đội người ta đi kiểm tra đi tuần, đi thực hiện cái nhiệm vụ mà gọi là gì? Giám sát hoặc là thực hiện nghĩa vụ của cán bộ giao thông ngoài đường lộ, thì chắc chắn họ đã có phần mềm check góc ở trên điện thoại họ. Họ sẽ có hết. Họ kiểm tra cái là họ biết xe bạn xịn hay không xịn liền. Nên nếu mà không xịn nó chắc chắn không cho bạn đi. Còn vấn đề còn lại là gì? Ví dụ như người ta ẹo, người ta dồi dính cà phê vậy đó, thì cái chuyện đó là chuyện đời thường ngoài xã hội. Cái đó tùy anh em cân nhắc thôi. Ví dụ những cái đó mình xử lý tinh tế nhạy bén chút là được. Còn đối với những anh em nào mà gọi là gì, không có sành, không có sành chơi hay thì, hoặc là không có kinh nghiệm về chơi xe thanh lý á, thì thôi, mình tư vấn anh em nên mua con 110 hải quan chính ngạch chơi. Ví dụ như con 110 hải quan chính ngạch giá 180 mấy, 190 mấy, 200 lẻ mấy, anh em bỏ cùng số tiền đó. Ví dụ như anh em bỏ cùng số tiền là 110 mấy triệu này, anh em trả trước, rồi phần còn lại 70-90 gì đó anh em góp, làm góp thêm thì lay quay vài tháng cũng rồi. Thì cái đó mình nên tư vấn anh em nên vậy. Còn đấy, những anh em nào biết chơi xe hay thì rồi thì phương án mà chơi ủy quyền nó vẫn là hợp pháp 100% các bạn. Ví dụ như mình nói với các bạn, có những cái xe ví dụ như Gia Dách, Movita, biển ngũ quý 7, biển Trà Vinh ngũ quý 7, biển 36 ngũ quý 7, tôi đâu có đứng tên các bạn, tôi vẫn chính chủ hợp pháp 100%. Cái xe đó 1 tỷ mấy chứ đâu phải rẻ đâu. Những cái Gia Dách đó, mấy cái Gia Dách ngũ quý mình hoặc là mấy cái Sibon ngũ quý mình đứng tên anh em biết rồi. Không phải đứng tên mà là chỉ đứng tên ủy quyền công chứng pháp lý, miễn nó hợp pháp là ok. Còn cái trường hợp gọi là gì? So sánh khập khiễng ở đây là gì? Các bạn đem một cái xe thanh lý bên cửa hàng mình, ví dụ như có thể bán cho bạn 100 lẻ, nhưng ở đầu các bạn so sánh bên kia bán chiếc xe đó có nhiêu, có 60-70, xin mời các bạn qua mua đi. Qua mua đi rồi biết, qua mua đi rồi đóng học phí xong rồi hiểu. Tôi nói ví dụ đơn giản, một chiếc xe này nè, thí dụ như người ta làm thanh lý xịn về xong không, nó đập ra 3-4 chiếc xe con nữa, đập ra 3-4 chiếc xe con rồi nó bùa vài cái công chứng, một cái công chứng nó bùa 500 triệu gì đó, rồi xong nó bán cho bạn 70 triệu. Mà hiện tại có tới 4 chiếc gì thì các bạn chạy các bạn chết dở không? Chết, chết chắc. Rồi tới lúc dính thì kêu nó đền nha. Cái đó là sự thật đó. Tiền nào của đó anh em. Nói chung là thanh lý anh em phải chọn mặt rõ ràng. Tôi không có yêu cầu các bạn nhất thiết phải mua chỗ HK Team. Nhưng anh em tiền của mình tin tưởng tín nhiệm chỗ nào mua chỗ đó, tin tưởng tín nhiệm chỗ nào mua chỗ đó. Nếu có hợp đồng giấy tờ rõ ràng cam kết với nhau, ok, chơi. Không nhất thiết phải mua chỗ mình. Còn một vấn đề nữa là gì? Anh em mình có thể là gì, cân nhắc cái chuyện là cái xe mình dọn full mới rồi đồ zin trên xe nhiều ít, cái tỷ lệ nó cũng khác nhau về giá cả thị trường nữa nha bạn. Thì đó, thông qua cái chuyện đó anh em phải cân nhắc là mình sẽ mua cái gì, mình mua cái gì và bao nhiêu. Chứ đâu phải là ví dụ giờ các bạn cứ nói chỗ này ông ảnh bán chiếc Gia Dách 170-180, chỗ thằng kia nó bán con 130-140, chạy qua đó mua, qua đó mua đi rồi biết. Chỉ có các bạn mua lầm thôi chứ thằng bán không có lầm, chắc chắn là như vậy. Còn cũng không có cái lý do gì mà tôi lại khùng điên tôi bán giá trên trời, tôi bán giá trên trời rồi tôi bán cho ai?
tôi cũng mong cố gắng là gì, được cái mức giá thấp nhất để gì, để tôi có cái sức cạnh tranh chứ các bạn. Chuyện đó nó rõ ràng mà, mua bán mà. Ví dụ như giờ đúng đồ xịn, tôi dọn xong full nail vậy nè, sạch sẽ full 120 hết, tôi bán gì? Tôi có thể nếu mà nhẹ hơn 5 triệu nữa càng tốt, để gì tôi có cái sức cạnh tranh thị trường, cái là cái chắc chắn. Nên chỉ có ở đây chỉ có một chuyện là gì, các bạn thấy một cái xe thanh lý bên đây bán 100 lẻ, nhưng mà bên kia bán 70, chạy qua bên kia mua, thì chỉ có các bạn lầm chứ tôi không có lầm. Rồi các bạn đóng học phí xong đi, dùng đúng cái từ là đóng học phí xong, hay là mình còn nói câu vui vui chơi, đóng tiền ngu đi, đóng tiền ngu xong đi rồi biết, rồi lúc đó chạy lại kiếm tôi thì sao, thì các bạn đóng hết bài nữa tốn tiền nha. Nhưng quan điểm của mình, không phải ai cũng làm bậy, thì không phải ai cũng làm xịn. Các bạn, tiền của các bạn trong túi các bạn cứ tin tưởng chỗ nào mua chỗ đó các bạn. Còn không nhất thiết phải nghe lời ông Dũng nói nữa. Ở góc độ này là tôi đang chia sẻ với các bạn thôi, chứ tôi không có yêu cầu các bạn nhất định phải mua chỗ tôi. Cái chuyện này nó phải rõ ràng nha. Tôi đang chia sẻ với anh em về vấn đề xe thanh lý, về pháp lý, hoặc là về uy tín, về thương hiệu, về trách nhiệm, và đúng thanh lý xịn hay không. Mình chỉ chia sẻ anh em ở góc độ người chơi. Còn cái chuyện anh em tin tưởng tín nhiệm đâu, tiền ở trong túi các bạn cứ thích mua chỗ nào đó mua. Và nếu mà các bạn chọn sai thì cái đó là gì, các bạn phải trả giá cho cái chuyện đó của các bạn. Thì việc gì tôi phải xen vô làm gì để cho người ta ghét, đúng không? Cái đó là chén cơm của người ta. Rồi nãy giờ mình chia sẻ sơ sơ về góc độ xe thanh lý cho anh em chơi. Còn đối với những cái xe thanh lý này, nếu các bạn ở Cần Thơ, ở Vĩnh Long, ở Hậu Giang, ở gần mình sẵn sàng hỗ trợ góp cho các bạn, giống như những cái xe hải quan chính ngạch trong này, giống như những cái xe hải quan chính ngạch mà bên ngân hàng đang hỗ trợ góp cho cửa hàng. Còn những cái xe này ngoài những cái nơi đó thì mình sẽ không có hỗ trợ góp được. Lý do có thể anh em bị làm khó cán bộ giữ gà vẹt thì các bạn cũng phải chi tiền vô để lấy gà vẹt ra về để lãnh xe về thôi đó. Nên á, cái những đối với những cái xe thanh lý thì nó hạn chế cái chuyện hỗ trợ góp là gì đó các bạn. Còn về xe hải quan chính ngạch hay là thanh lý hải quan, ví dụ như xe thùng hay là thùng nước đâu nè, tất cả những cái xe này trong cửa hàng đều có hỗ trợ góp cho anh em nha. Ví dụ như xe hải quan chính ngạch nè đó, rồi da dách nè, xe thùng nước, tất cả xe trong cửa hàng đều có hỗ trợ góp cho các bạn nếu mà các bạn có nhu cầu hỗ trợ góp. Còn những cái xe thanh lý thì đa phần là xe bán tiền mặt. Còn đối với những anh em ở Cần Thơ hoặc là những nơi gần Cần Thơ, nói thẳng là ở gần cửa hàng mình á, thì mình sẽ hỗ trợ được cho các bạn. Để chi, có thể là mình mượn cao vẹt bên ngân hàng ra để họ cho các bạn đi xử lý cái xe về thì cái đó được. Chứ còn xe tầm bậy lụm cái tịch thu thì biên bản đương nhiên cửa hàng đền, các bạn không cần phải lo, không cần phải lo pháp lý gì chuyện đó. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip. Nếu mà các bạn cảm thấy hợp nhãn cứ liên hệ nha. Hôm nay thì theo mình đoán đây là lần đầu tiên mà mình có được tới 7 cái xe thanh lý các bạn. 7 cái. Thứ nhất là mình vừa làm lô trước Tết được 3 chiếc à. Rồi sau Tết thì lại có 3 chiếc quay đầu, là được 6 chiếc. Với một chiếc da dách đó mình định danh cái biển 3-6 qua con thanh lý một chỗ đó các bạn. Thì lúc đó thì mình được 7 con. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip nha. Còn câu kiếm ăn đủ thì nó mới có thể ngủ đâu.